Chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay nhãn cho các bạn xem nha. Đây, đây là bà mẹ quê của mình nè, đi ra coi nhãn nè. Đây nè các bạn ơi, mình quay cho các bạn xem. Nhãn này là nhãn Indo, nhãn Indonesia đó, giống Indo. Nó sai một cái không thể tưởng nổi. Các bạn thấy này nè, trời ơi, nó sai gì mà ta nói. Giống như là kết trái vậy đó, mình muốn kết bao nhiêu mình kết. Nó còn cái này nó tự nhiên nè. Ôi ôi, nó sai quá, sai rồi. Đây, cái này là quay kỷ niệm luôn nè. Chắc này tối rồi. Coi nè, các bạn thấy nhãn không? Đây là nhãn Indo nè. Đó, nhãn này là mình chắc cũng lâu rồi ha má ha. Đây nè, bà mẹ quê đó, bà mẹ quê lưng cầm tóc bạc. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây nè, cả tháng nữa mới bán mà nó sai nè. Ôi, ôi, quá sai rồi má ơi. Quá trời, quá chừng luôn rồi. Để là quay và đưa lên YouTube cho các bạn xem, các bạn ủng hộ nha. Quá sai rồi. Đây, để mình quay tổng quan cho các bạn xem. Đó, đó, coi nè. Thấy hàm thiệt. Rồi, để mình đi lại, mình quay lại cái những cái chùm sai cho các bạn xem. Đây. Ôi trời, cái gì mà nó sai dữ vậy nè các bạn. Làm sao mà nó đậu trái mà sai tới mức độ mà mình không tưởng nổi luôn á. Ở quê mà làm ra đồng tiền rất là khó luôn nha các bạn. Trồng thì trái gì đây nè, nhưng mà cái giá thành thì cũng rất là không có được cao lắm. Đây nè, giống như nhãn mà mình bẻ sẵn mình bỏ vô vỏ cái vỏ sách vậy đó. Đó, bạn xem đó. Ôi ôi, thấy ham. Quá chừng rồi. Rồi, đây, giống như là hái bỏ vỏ sách. Mỗi một chùm như vậy đây nè, là nữa mà tới mưa. Đây nè các bạn, tới mà bẻ dám không chừng trên 1 ký luôn. Đây nè, cái này là gần sát đất rồi nè, gần đụng đất luôn. Cái này là phải lấy cây chổi. Đây nè, để mình cầm cái chùm lên cho các bạn xem. Đây nè, một cái chùm nè. Đó, một chùm mà bao nhiêu trái nè, mà trái nó cũng tương đối là đều đó, chứ không phải. Để mình hái một trái mình mở ra cho các bạn xem nha. Để lựa cái trái chín chín một cái. Chưa có tìm được cái trái chín. Đó, ta hái trái này đi, thấy thương quá. Đó, dạ dạ. Đây, đây cái cơm này các bạn. Ôi giời, nó ngon. Đó, cơm đó. Đó, cái hộp có tí tẳng, các bạn thấy không? Rồi, cái máy của mình không được đẹp.